Trong suốt cả buổi chay và trong cả tuần này, chúng ta đã suy nghĩ nhiều về mầu nhiệm Chúa chịu chết, suy gẫm cuộc chịu khó của Chúa. Chắc chắn trong ngày thứ sáu tuần thánh này, ngày chúng ta giữ chay và kiêng thịt để tỏ lòng ao ước được kết biệt với Chúa Giêsu trong mầu nhiệm tử nạn của Ngài. Giờ đây còn là cao điểm để chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm Chúa chịu chết trên thánh giá. Chẳng những chiêm ngưỡng, chúng ta còn được mời gọi đến quỳ gối tôn thờ thánh giá. Chúng ta tôn thờ một con người đã chết trên thánh giá như một tử tội, nhưng thực ra Ngài là đấng thánh, đấng vô tội. Ngài là đấng không hề biết tội là gì, nhưng Thiên Chúa đã làm cho thành sự tội vì chúng ta. Ngài đã đi xuống tận vực thẳm của sự chết, giáp mặt với tử thần, để rồi chiến thắng nó trong sự phục sinh vinh quang, giao hòa nhân loại với Thiên Chúa ngay trên thân xác Ngài, và trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả những ai tin tưởng nơi Ngài và bước đi theo Ngài trên con đường thánh giá. Là những con người được sinh ra từ cạnh sườn của đấng bị treo trên thập giá, chúng ta hãy đến thờ lạy thánh giá với lòng yêu mến và biết ơn. Chúng ta hãy đón nhận thánh giá Chúa như phương thế giúp ta đạt đến ơn cứu độ muôn đời. Đón nhận thánh giá và bước đi theo Chúa trên con đường thập giá không phải là chuyện dễ dàng, mà là một thách đố vô cùng cam go. Nhưng chúng ta cùng nhau giữ vững quyền tiên sinh đức tin, như thư gửi tín hữu Do Thái chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ hai hôm nay khuyên dạy. Chúng ta có một vị thượng tế cao cả đi qua các tầng trời là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Hội thánh đang mở ra cho chúng ta con đường hiệp hành, không chỉ trên những nẻo đường trần gian này, cũng không chỉ được những lãnh vực trần thế, mà còn đi qua các tầng trời với Chúa chúng ta. Vậy chúng ta hãy cùng nhau theo chân Chúa, nhìn thẳng vào thập giá và chấp nhận nó như Chúa đã dạy. Ai muốn theo Thầy, hãy bỏ mình đi, vác lấy thập giá của mình hàng ngày mà đi đằng sau Thầy. Điều mà chúng ta cần lưu ý là đừng mang vác thập giá một mình. Ta sẽ không thể bước nổi, và nếu ta có đem tất cả sự kiêu hãnh của con cái Adam mà lết đi được thì cũng chẳng ích lợi gì. Cây thập giá của ta chỉ là cây gỗ chết thôi. Bởi vì cây thập giá chỉ trở nên xanh tươi và đầy hoa trái khi nó mang con Thiên Chúa, nguồn mạch sự sống mà thôi. Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ cùng sống với Ngài. Một điều nữa chúng ta cần lưu ý là thường khi thập giá đè nặng trên vai thì chúng ta cũng tối tăm mắt mũi, hầu như chẳng còn nhớ ra điều gì, chẳng còn nhớ đến ai nữa. Cái khó nhất là ở đó, chính lúc ta cần nhớ đến Chúa nhất thì hầu như ta không nhớ nổi. Chính lúc ta cần cảm nhận sự hiện diện của Chúa nhất thì lại là lúc Chúa như ở xa ngàn trùng và lẩn trốn trong bóng đêm dày đặc. Đó là khi mà cuộc đời ta trở nên phong phú nhất, như hạt giống khi được chôn vùi xuống đất. Lúc ấy ta sẽ giữ cho lòng mình hướng về ánh sáng của thọ mầm. Và khi mầm lách được vỏ hạt giống thì nó sẽ xé qua màn đêm của lòng đất để vươn lên ánh sáng mới, hứng lấy màu xanh và sức sống mới. Còn hạt giống nào nằm khơi khơi trên đất thì có nảy mầm cũng chóng héo khô. Chúng ta sẽ đem hết lòng thành kính tôn thờ một tình mến nồng nàn đã khiến Chúa chúng ta mất hết mọi sự vì chúng ta trên thập giá trơ trọi.
không chỉ mất mạng sống mà còn mất hết thanh danh, mất hết vinh dự của vị Thiên Chúa cao cả uy linh, là vì yêu mến chúng ta để cứu độ chúng ta. Chúng ta xúc động xin lỗi Chúa vì biết bao những xúc phạm và vô ơn bội nghĩa của chúng ta. Chúng ta xin lỗi Ngài vì đời sống quá nhiều sự soạn sinh của chúng ta, và chúng ta xin ơn Ngài để từ nay sống thanh cao quảng đại hơn. Sở dĩ chúng ta cần phải khiêm nhường xin ơn Chúa, vì phải nhờ ơn Chúa chúng ta mới có thể sống đạo đức thánh thiện được, mới dần dần lên giống Chúa và đạt đến mức sống mà Chúa đã nêu gương cho chúng ta.